Đạo diễn Lâm Ngọc Vân, Dư Thúy Hoa, Nhậm Hải Đào. Biên kịch Tư Hỏa. Giám chế Lý Cơ Nghiệp. Với sự tham gia của các diễn viên Dương Mịch trong vai Bạch Hiển, Tư Âm, Phàm Nữ Tố Tố, Thanh Khâu Nữ Quân. Triệu Hữu Đình trong vai Mặc Uyên, Dạ Hoa, Chiếu Ca. Địch Lệ Nhiệt Ba trong vai Bạch Phượng Cũ. Trương Trí Nghiêu trong vai Chiếc Nhang. Cao Vĩ Quang trong vai Đông Hoa Đế Quân. Hoàng Mộng Doanh trong vai Tố Cẩm Tiên Tử. Liên Dịch Danh trong vai Kình Thương. Trương Bân Bân trong vai Ly Kính. Vu Mông Lung trong vai Trần Chân. Và một số diễn viên khác. Tam sinh tam thế, thập lý đào hoa. Tập 51. Sư phụ, phòng luyện đan đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cũng nhờ những sư huynh đệ các con, cùng Luân Hư đã khôi phục lại dáng vẻ như xưa. Mỗi ngày được ở cùng mọi người lại giống như quay trở về ngày trước. Thực ra lúc nãy con đang nghĩ, trước kia là ở đây, sư phụ đã vì con mà chịu ba đạo thiên lôi. Di sư dạy trận pháp cho thuật pháp con không nhớ chút nào, không ngờ con lại nhớ đến những chuyện nhỏ này chứ. Ân tình của sư phụ đối với con, cả đời này con không thể quên được. Sau này thập thất nhất định sẽ tận hiếu với sư phụ. Tận hiếu sao? Sư phụ, bây giờ sư phụ có thấy khát nước không? Con pha ấm trà nóng cho người nha. Không cần đâu, con đi làm việc đi. Dạ. Vậy con không làm phiền sư phụ nữa, con xin phép đi trước. Sao lại bị người chặn đường nữa rồi? Cầm kỳ thi quả của ngươi đều là ta dạy mà, ngươi muốn thắng ta, chuyện này khó lắm. Như vậy gọi là binh bại như núi đổ đó. Mùi cứ đi tới đi lui như thế này, chắc không phải là lại có chuyện muốn cầu xin ta đó chứ? 89 phần là như vậy rồi. Tứ ca, Quỳnh ra ngoài với mùi một chuyến đi. Trời ơi, Côn Luân Hư đúng là địa bàn của mùi, nói chuyện với tứ ca cũng khác hẳn. Đợi con về giết sạch quân của người. Nè, lại chơi trò này sao? Xem thường con à? Đi. Tứ ca, bỏ đi bỏ đi, tốt hơn ta vẫn nên bày bàn cờ mới đợi ngươi về, đỡ phải ngươi thua rồi lại không vui, 10 ngày nửa tháng chẳng thấy bóng dáng đâu hết. Tứ ca, giúp muội một chuyện đi. Sao vậy? Vừa nãy không phải bộ dạng còn nghiêm chỉnh lắm sao? Giờ biết cầu xin ta rồi sao? Chuyện nhỏ thôi mà. Ủa, mấy chuyện liên quan đến Thái tử Thiên tộc
Nó không thể nào là chuyện nhỏ được đâu. Sao Quỳnh biết là chuyện liên quan tới chàng hả? Có thể khiến muội lộ ra vẻ mặt e thẹn. Ngoại trừ hắn ra thì ta chưa thấy ai có bản lĩnh này hết. Được rồi, Quỳnh là giỏi nhất, chính là chàng. Tứ ca, liệu Quỳnh có thể che giấu trong khoảng thời gian 7-8 nén hương không? Muội định xuống phàm giới thăm dạ qua một lát. Muội phí sức đến như vậy chỉ vì chút chuyện cỏn con này hay sao? Chắc không phải vì muội sợ các sư huynh ở đây biết được rồi cười muội là nữ nhi tình trường đó chứ. Đi mà, tứ ca, huynh cũng có lúc đoán sai đó. Những gì muội làm không liên quan gì tới các sư huynh hết. Muội là đang lo cho sư phụ mà thôi. Muội sợ sư phụ lo lắng cho bào đệ của mình đang lịch kiếp ở phàm giới, muốn đi xem thử. Huynh cũng biết ở phàm giới khí cũng nặng biết mấy, nếu sư phụ đi sẽ ảnh hưởng tới sự hồi phục tiên thể. Tứ ca nghĩ muội như vậy là đánh giá muội quá cao đó. Mặt muội mỏng như vậy mà. Nếu như ta cho muội thời gian 7-8 nén hương thì đêm nay ta không ngủ được rồi. Nhiều nhất là một nén hương thôi. Dạ qua chẳng qua chỉ là xuống phàm giới lịch kiếp chịu tội thôi, chẳng có gì lớn lao hết. Có vậy mà muội cũng muốn đi theo, theo dõi phu quân sát xa quá đó. Vậy chúng ta quyết định rồi nha. Nhiều nhất thời gian một nén hương thôi. Nếu không thì đừng trách ca ca tự mình xuống dưới nhắc muội. Tứ ca, huynh xem, Cung Luân Hư có tuyết rơi rồi. Đây là lần đầu tiên huynh tới cùng Chiết Nhan mà. Hai người nên đến sau núi ngắm cảnh. Cảnh tuyết ở Cung Luân Hư này nổi danh tứ hải đó. Muội đừng nói là tuyết rơi, dù có rơi lửa ta cũng lười đi xem nữa. Một nén hương là một nén hương đó. Đợi ta thắng được Chiết Nhan, muội phải quay về đây. Không đúng, tính kiểu gì cũng thấy tiểu thái tử đó cũng chỉ có chục tuổi, muội ấy hạ phàm thì làm được gì. Thôi kệ, lão phượng hoàng kia đợi một lúc đã, ta xuống dưới coi nó làm gì. Tịch Loan Nhũ Tử, vô nhất tốt chi điện. Phàm giới này lại giống với Côn Luân Hư, cũng có tuyết rơi. Thuận kỳ hiến tắc, sư diệt du chư hầu, chư hầu thân chi, nhung dịch hoài chi, dĩ chính tân quốc, hành hình bất cửu, dĩ miệng du nan. Tịch Loan Nhũ Tử, vô nhất tốt chi điện. Chuyên kỳ đức hành, thuận kỳ hiến tắc, sử diệt du chư hầu, chư hầu thân chi, nhung địch hoài chi, dĩ chinh tân quốc, hàng hình bất cửu, dĩ miễn du nan. Dừng, chiếu ca còn đọc tiếp rồi giải thích ta nghe. Dạ. Các quan tử kêu thái xa xỉ, tham dục vô nghệ, lực tắc hành chí, giả thải cư hối, nghi cặp vô nan, nghe lại vũ di đức, dĩ một kỳ thân. Mọi người đều nói là thái tử dạ qua cửu trùng thiên và nguyên sử thiên tôn, xét về đạo pháp và tiên pháp là thần độc trước nay chưa từng có của cửu trùng thiên. Những điều này ở trần gian với chàng mà nói cũng quá dễ dàng rồi. Không có phép tắc mà lại dám ức hiếp thiếu gia ngay trong học viện nữa chứ. Thì đó, nhịn chúng mười mấy ngày rồi. Đi, dạy dỗ chúng thôi. Đi. Không cần. Không ngờ thiên quân lại đối xử với cháu mình tàn nhẫn như vậy. Ngay cả lịch kiếp ở phàm giới cũng để chặn mất đi cánh tay. Thật là người tốt phải chịu khổ mà. Ngươi xem thiếu gia tốt như vậy,
Ông trời sao lại nỡ lấy đi cánh tay của thiếu gia được chứ? Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện quá ra lại làm mơ. Nè, đây này không phải mơ sao? Chàng có nhận ra ta không? Không nhận ra. Cô là ai? Sao có thể vào phòng của ta? Ta nói chàng biết nha, ta đi vốn là một tiểu tiên ở Thanh Khâu, nhìn trộm thiên cơ, biết được vào 10 năm sau ta và chàng sẽ có duyên phu thê trời định, cho nên hôm nay muốn đến xem thử phu quân tương lai của mình thôi. Ta là phu quân tương lai của cô hay sao? Nhìn gương mặt hiện giờ của chàng kìa, chàng đang chê dung mạo ta sao? Cô rất xinh đẹp. Lời này có thật không đó? Tuy rằng nữ tử ta gặp không nhiều, trong bất quả cũng không đẹp được nửa phần như cô. Nè, vậy chàng có tin lời ban nãy ta nói hay không? Sau này hai ta có duyên phu thê trời định đó. Ở đây ta có một chuỗi hạt, nếu sau này ta không ở cạnh chàng thì cứ để nó ở bên chàng được không? Ta cũng có miếng ngọc bội tặng cho cô. Cái này tặng ta à? Ừ. Đa tạ chàng, ta chắc chắn sẽ đeo nó suốt ngày. Được, ta cũng sẽ suốt ngày đeo cái này. Vậy chúng ta hứa rồi đó nha, chàng không được lấy nữ tử khác đâu đó. Ta mà rảnh thì sẽ tới thăm chàng, đợi chàng trưởng thành rồi ta sẽ gả cho chàng. Hả? Ta chỉ đi theo xem coi thế nào. Thật không ngờ, không ngờ nha, tâm tư của muội thiệt thâm sâu đáng sợ, ngay cả một thiếu niên nhỏ xíu cũng không tha nữa. Muội chỉ xuống nhắc nhở chàng đừng nên chuốc mấy món nợ đào hoa không cần thiết thôi mà. Cứ nói Bạch gia chúng ta người ghen tuông ghê nhất là nhị tổ, mà sao ta cứ thấy muội còn hơn cả tổ ấy nữa. Tứ ca, muội có nói Quỳnh cũng đâu có hiểu. Trên trời đất này Quỳnh là người không hiểu lòng nữ nhân nhất. Thiếu gia, cậu dậy rồi hả? Thanh Khâu. Thiếu gia, cậu đang tìm gì vậy? Ta đang tìm một nơi có tên là Thanh Khâu. Thanh Khâu, tên nghe lạ ghê á. Ngày nào ta cũng cùng thiếu gia nghe tiên sinh dạy học, cũng chưa từng nghe đến. Thiếu gia, hay là đừng tìm nữa, lát nữa đi hỏi tiên sinh là được rồi. Đúng rồi, chúng ta có thể đi hỏi tiên sinh. Phu tử cũng chưa từng nghe nói đến hả? Không có, ta cũng đọc qua hàng vạn quyển sách nhưng chưa từng thấy hai chữ Thanh Khâu. Tiểu bà cô của ta ơi, sao con lại tới rồi?
Con không sợ cha con đánh hả? Cha con không quản con nữa rồi. Có phải nghĩ ca nghĩ thông rồi, không muốn ngăn cản các con nữa? Không phải, chỉ là cha con đã biết bất luận thế nào đế quân đều sẽ không cần con. Cha ngăn hay không đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhà đầu ngốc, vốn dĩ ta cho rằng con khóc sẽ tốt hơn, không ngờ con vẫn không thể quên được người đó. Con làm thế nào cũng không quên được. Ngày ấy nói những lời tàn nhẫn với con, ngày ấy ức hiếp con, con chính là không thể quên. Nếu bảo cô quên Thái tử điện hạ, cô có làm được hay là không? Trách cô đã không đặt mình vào hoàn cảnh của con. Cô chưa trả lời con, có thể quên hay không? Không quên được. Lão Phượng Hoàng, sao ngài lại nghe lén tụi con nói chuyện chứ? Tiểu điện hạ, ta và Mặc Uyên Thượng Thần đã đứng ở đây rất lâu rồi. Vậy hai người cũng nên tránh đi chứ. Nữ nhi người ta nói chuyện, sao lại để cho mọi người nghe lén được? Đúng là không có lịch sự gì hết à. Cuối cùng ngài tỉnh rồi sao? Phượng Cửu, sao lại vô lễ với sư phụ của cô như vậy? Hả? Phượng Cửu xin Thượng Thần thứ tội. Lúc nãy con nhìn thấy Thượng Thần đứng ở đây, nhất thời vẫn chưa định thần. Dù sao ở động chim qua nhìn thấy dáng vẻ của Thượng Thần lúc ngủ đã bảy vạn năm rồi, cho nên đột nhiên thấy người sống lại. Con không đúng, là đột nhiên thấy Thượng Thần sắc mặt hồng hào, dáng vẻ khiến con kinh sợ, nhất thời vẫn chưa thích ứng được. Mong Thượng Thần thứ lỗi. Không sao, vừa hôm nay ngươi đến, chi bằng hãy cùng chúng ta uống rượu đi. Mặc Uyên từng ở chỗ của ta, thấy vài giò rượu ngon ủ mấy vạn năm, vừa hôm nay muốn thưởng thức. Vậy được, uống rượu có thể mượn rượu giải sầu. Sầu càng thêm sầu. Vậy thì đợi ngày mai rồi mới sầu vậy. Ta vẫn còn nhớ năm đó huynh xin hỏi ta ít rượu làm quà chúc mừng sinh thần cho tiểu ngũ. Không sai. Con cũng nhớ, chỉ đáng tiếc lúc đó con một ngụm cũng chưa uống, liền bị gia quan thượng thần mến mộ sư phụ bắt đi rồi nhốt trong thủy lao. Sinh thần năm đó chính là trải qua trong thủy lao, đúng là rất khó quên. Huynh và gia quan còn có chuyện này à? Người đã về với các bụi, con đừng nhắc đến nữa. Là đồ nhi đã lỡ lời, tự phạt một chén. Lão Phượng Hoàng, người kể chuyện quá khứ của đế quân cho con nghe đi. Ồ, Đông Hoa. À, hắn so với Mặc Uyên trước kia càng không gần nữ sắc. Thôi, sao lại không gần nữ sắc chứ? Ngày ấy có còn là đàn ông hay không vậy? Tiểu Cửu à, ngươi cần phải hiểu rõ, người đàn ông trong lòng ngươi từng là chủ nhân của đất trời này, vốn là một người rất giỏi. Tóm lại, ta cũng rất khâm phục hắn, lựa chọn trăm ngàn lại chọn đúng một người như ngươi vậy. Không cho người nói nghe ấy không tốt. Tửu lượng của tiểu nha đầu nhà các ngươi vẫn không bằng một phần dạng của ngươi. Tửu lượng thấp mới tốt, có thể say nhanh, nhưng mà chiếc nhan, rốt cuộc người có biết gì sao? Đông Hoa đế quân này không cần nữ sắc hay không? Là vì Tứ Hải bá quan. Không sai, chính là vì Tứ Hải bá quan này. Thank you.
Mấy hôm trước ta đến đây với Yên Chi vẫn còn có thể lên núi như thường. Giờ long khí ở nơi này lại khiến ta cảm thấy khó đến gần. Nói như vậy, Mạc Nguyên Thượng Thần đã hồi phục nguyên thần rồi. Xin hỏi huynh đài đứng đây làm gì vậy? Không có gì, chỉ là ta cảm thấy cung luân hư này lại hồi phục sinh khí như ngày trước nên đến xem. Mạc Nguyên Thượng Thần đã hồi phục nguyên thần rồi, ngay cả Thượng Thần Chiết Nhan, Thượng Thần Bạch Chân của Thanh Khâu và cả vị cô đó cũng đến. Quá ra là như vậy. Đa tạ đã nói ta biết. Người này thật kỳ lạ, nghe thấy ta nói Mạc Uyên Thượng Thần đã trở về thì lại chẳng vui chút nào. Chẳng lẽ hắn là người ngoại tặc? Có thể là vậy đó. Tiểu Cửu, chào cô. Đã không còn sớm nữa, Tứ Ca đợi con lâu lắm rồi. Họ đang đợi con sao? Đúng vậy, con cũng biết Thiên Tộc và Thanh Khâu đều đang chuẩn bị cho hôn sự của ta và Dạ Qua. Con phải tiếp quản vị trí của ta thì cũng nên trưởng thành sớm về Thanh Khâu thôi. Cô kêu con trở về tiếp quản vị trí của người sao? Thanh Khâu tộc chúng ta đến đời con chỉ có mỗi mình con thôi, con không tiếp quản thì ai tiếp quản đây chứ? Cô cũng muốn con tự bỏ Đông Hoa Đế Quân sao? Cô không hề nói như vậy. Cô gả con cho Thiên Tộc thì không thể tiếp quản quân vị. Việc cô gả đến Thiên Cung không thể lo cho bá tánh Thanh Khâu. Nhưng nếu Phượng Cửu cũng gả cho Đông Hoa Đế Quân cũng phải gả đến Thiên Cung, cũng không thể lo cho bá tánh Thanh Khâu. Rõ ràng là cô biết điều này, tại sao còn muốn con tiếp quản quân vị? Ý cô là muốn con mãi mãi ở Thanh Khâu, đúng vậy không? Tiểu Cửu, con vẫn là quên đế quân thì hơn. Nhưng tối qua rõ ràng cô đã nói người cũng không thể quên được thái tử Dạ Qua. Vì cô thích thái tử, tại sao chuyện cô không làm được thì lại bắt con làm kia chứ? Tiểu Cửu, con nghe ta nói, con và Đông Hoa đã định sẵn là vô duyên, con cần gì phải cố chấp vậy? Con tưởng rằng tối qua ít nhất con có thể có được sự ủng hộ của cô. Cho dù tất cả mọi người trong Bạch Gia đều muốn trói con lại, chỉ có duy nhất cô có thể giúp con cởi dây, để con lại đi thử nữa, để đế quân lại thích con nữa. Con không muốn làm nữ quân. Làm nữ quân con sẽ không thể đi lên cửu trọng thiên nữa. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu. Nè, Tiểu Cửu. Vẫn không được à? Muội chỉ nói với nó, bảo nó về Thanh Khâu kế vị nữ đế, nó liền khóc thành ra như vậy. Hai người các muội, một người thông suốt quá sớm, một người lại thông suốt quá muộn. Bỏ đi, giao cho ta đi, ta sẽ đưa nó bình an trở về. Huynh cũng nói với nhị ca, đừng ép con bé chặt quá. Yên tâm đi, trong lòng Tứ Ca tự có tính toán. Muội là cô của nó, muội đau lòng cho nó. Ta cũng là tứ thúc của nó, chẳng lẽ lại không thương nó sao? Chiếc nhăn lo lắng cơ thể của Mạc Uyên, vẫn phải ở lại cung Luân Hư thêm mấy ngày. Ta đi trước đi. Dạ. Ngươi muốn gặp Tư Âm không? Dạ muốn. Ta cũng muốn. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để ta gặp nàng ấy.
Thái tử điện hạ và cô ấy không phải sắp thành thân rồi sao? Tới lúc đó hiệp mừng nhất định sẽ gửi tới đại tử Minh Cung, quân thượng cũng có thể gặp được. Không chờ được nữa. Không chờ được nữa? Vì sao không đợi được chứ? Không phải sắp tới rồi hay sao? Người nhìn cái gì vậy chứ? Tiểu cô nương, cô khóc khó coi như vậy trái ngược với cảnh sắc hiếm có của cung Luân Hư này. Người lại dám nói ta khóc khó coi, vậy ta ở đây khóc tới khi người nhìn không nổi nữa mới thôi. Cô khóc đi, người bị khó chịu là cô, không liên quan gì đến ta. Sơn động này đẹp thật sao? Đối với ta mà nói rất đẹp. Người vô vị mà. Đúng vậy, vô vị. Ta nói ngươi là người vô vị đó. Ta biết, ta cũng đang nói chính mình. Đứng trước cửa động, nhìn lại hơn 10 vạn năm qua, mới phát hiện đời này của bản thân đúng là dài đằng đẵng mà lại chán ngắt. Ngoan nha. Nhị ca, gặp được Thái tử điện hạ chưa? Chưa gặp. Chưa sao? Vậy nhị ca có gặp được Thiên Quân không? Hoặc là Đông Hoa Đế Quân? Tại sao lại không gặp được? Lẽ nào không phải nhị ca lo phụ quân sẽ phá Đông Hoàng Trung, dùng Hồng Liên nghiệp quả quỷ diệt tứ hải, nên mới đến thiên tộc tìm bọn họ để bàn bạc sao? Nếu dược giới đang đại loạn, rất nhiều thủ lĩnh của các tộc nhỏ đã không dẹp nổi được loạn dân rồi. Nhị ca, không thể kéo dài được nữa. Nếu thật sự phụ quân phá được Đông Hoàng Trung này, lòng của ngàn vạn con dân sẽ hướng về phụ quân. Đến lúc đó đến xin thiên tộc thì không kịp nữa rồi. Ta biết chứ. Nhị ca, huynh phải nói gì đi chứ, để muội còn biết huynh nghĩ thế nào nữa. Nếu không muội sẽ rất là lo đó. Yên Chi, muội có biết không, Tư Âm và Thái tử điện hạ sắp thành thân rồi, bọn họ sẽ sớm có hôn ước với nhau. Đây là mối liên hôn có liên quan đến thiên tộc và Thanh Khâu. Đây sẽ là một hôn lễ long trọng nhất của tứ hải. Ta từng cho rằng ta thân là hoàng tử của vực tộc, sẽ cho người ta yêu một hôn lễ tốt nhất. Nhưng nếu so với dạ qua, lại rõ ràng buồn cười như vậy. Nhị ca, muội biết trong lòng huynh lúc nào cũng có Bạch Thiển Thượng Thần, nhưng mà bây giờ mà Nguyên Thượng Thần cũng đã lấy lại nguyên thần rồi, Tư Âm ở cung Lưng Hư nhất định sẽ rất vui mừng. Mặc Nguyên Thượng Thần có lại nguyên thần rồi sao? Vậy được, nhị ca, chúng ta đi nói với Mặc Nguyên Thượng Thần. Mạng của hai huynh muội chúng ta là pháp bảo tăng công lực của phụ quân. Nói với cung Luân Hư họ, nếu này đại ca đã chết rồi, công lực của phụ quân tăng lên gấp bội, đã không giữ được người rồi. Không thể nói. Tại sao lại không thể? Yên Chi, người có từng nghĩ qua
nếu phụ quân phá chuông mà ra, sẽ cho ai đi phong ấn không? Đương nhiên là Mạc Quyên thượng thần rồi. Đông Hoàng Chung là Mạc Quyên tạo ra. 7 vạn năm trước đã từng phóng ấn thành công một lần rồi. Lần này tất nhiên cũng là ngày ấy. Mùa suy nghĩ kỹ lại xem. Nếu Tử Âm biết Mạc Quyên đi phong ấn, nàng ấy sẽ để sư phụ của mình lại lần nữa hồn bay phách tán sao? Đến lúc đó, nàng ấy sẽ nhất định liều mạng để bảo vệ sư phụ của mình. Nàng ấy sắp cử hành hôn lễ rồi. Ta không muốn vào lúc này nàng ấy lại gặp chuyện. Nhưng mà ta làm việc quân đã 7 vạn năm, vẫn chưa từng tạo phúc cho con dân của vực giới. Suốt ngày lang thang ở nhân gian, tìm kiếm tung tích Tư Âm. Cho đến hôm nay giờ phút này, nếu ta còn không làm chút gì đó thì đúng thật là một tên tàn phế ngu ngốc vô năng. Nhị ca huynh, huynh đang nói gì vậy? Đứng dậy đi. Yên Chi, con của nhị ca giao lại cho muội. Đại tử Minh Cung có lẽ sẽ chỉ còn lại mình muội là hoàng tộc. Ngay cả dược tộc ta cũng giao hết cho muội trong hôm nay. Nhị ca đang muốn làm gì vậy? Quả Kỳ Lân! Quân thượng! Nhốt công chúa ở nơi cực hàn, chuyện của Đông Hoàng Trung chưa kết thúc thì không được thả muội ấy. Không, thần không thể rời khỏi quân thượng. Nghe lời đi. Thần không thể. Có phải ngay cả ngươi cũng không nhận quân thượng này hay không? Không, không phải mà. Ngươi cùng ta lớn lên từ bé, ngoại trừ mẫu phi, ngươi là người thân cận với ta nhất. Chỉ có giao con ta về Yên Chi cho ngươi thì ta mới yên tâm được. Ngươi hiểu không? Quân thượng, thần có thể đưa công chúa và tiểu điện hạ đi rồi sau đó đến tìm người được không? Không được. Ta muốn sau khi ta chết, ngươi hãy giúp Yên Chi trở thành vực quân đời tiếp theo. Ngươi là thần thú may mắn nhất ở vực giới. Có ngươi ở bên cạnh của Yên Chi, không ai dám động đến Yên Chi được. Không có phụ quân, không có ta, bọn họ sẽ chấp nhận Yên Chi là vực quân thôi. Còn không mau đưa công chúa đi. Dạ. Cho ta thêm 7 ngày nữa, bổn quân nhất định sẽ làm được.
mấy ngày nay nước sông Nhật Thủy cứ cuộn sóng dâng trào, ta cũng không biết là tại sao nữa. Xem ra thì không hề đơn giản, chúng ta phải cẩn thận đề phòng mới được. Lại có khách đến hành lễ kìa. Rót trà. Chiếc Nhan, người đừng có phá con nữa, con muốn ngủ một lát, hôm qua chưa được nghỉ ngơi chút nào. Ta đến tìm ngươi là vì có chính sự. Người tới Côn Luân Hư thì có chính sự gì chứ? Mặc Uyên đã xác định ngày bế quan rồi, vào 7 ngày sau ta cần phải luyện đan dược cho hắn, để khi hắn bế quan thì mang vào sơn động dùng để trị liệu. Mấy ngày nữa ngươi phải trợ giúp cho ta. Sư phụ định bế quan hay sao? Hắn về cũng được 11 ngày rồi, cũng nên bế quan. Dù sao giữa số tu vi của Dạ Hoa cũng chỉ làm hắn tỉnh lại thôi, hiện giờ cơ thể của hắn ta rất yếu, phải điều dưỡng thêm mới được đâu. Ta thấy mấy hôm nay không phải ở dược phòng thì lại ở lò luyện đan, sợ ngay cả thời gian rảnh rỗi để uống chung trà thanh nhiệt cũng không có thêm một khắc nào nữa. Hôm nay nếu không có việc gì thì đi thăm hỏi sư phụ của ngươi đi, sợ là sau khi hắn bế quan có lẽ phải rất lâu mới có thể gặp mặt được đâu. Nếu vậy lần này sư phụ muốn bế quan bao lâu? Có thể là 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là 10 năm. Vậy bây giờ con đi thăm sư phụ ngay. À đúng rồi, sư phụ thích nhất là hoa đào, con muốn đi ra sau núi ngắt một ít hoa đào để thay hết hoa đào ở trong phòng của sư phụ. Thích nhất là nghe sư phụ gãy đàn đó, vì thế tâm trạng có thể thanh tịnh định thần lại. Nếu con nghe sư phụ gãy đàn nhiều một chút thì có thể sớm ngày thăng lên thành thượng tiên không? Sư phụ, ngày mai Đồ Nhi đi giúp Chiếc Nhan luyện đan dược cho người. Có thể mấy ngày nữa Đồ Nhi không thể thỉnh an người được, hôm nay đặc biệt tới đây thay hoa đào ở trong phòng sư phụ. Hoa đào này nếu một ngày không thay thì không đẹp nữa, con đã dặn dò thập lục sư huynh rồi, sau này ngày ngày phải thay hoa mới cho người. Tối nay cô đến đây là vì chuyện này sao? Sư phụ, từ lúc người trở về Cung Luân Hư, ngày ngày đều bận rộn, con đều không thể nói chuyện với người được. Hơn nữa con nghe Chiếc Nhan nói sau này người lại bế quan, có thể 10 ngày nửa tháng, cũng có thể là nhiều năm. Vì vậy con muốn tới gặp sư phụ. Con làm phiền người đánh đàn hay sao? Không có. Con nhớ khi mới tới Cung Luân Hư này, lúc đó không hiểu chuyện, biết là sư phụ đánh đàn giỏi, ngày ngày đều làm phiền sư phụ đòi nghe vài khúc nhạc, người còn nhớ không? Nhớ chứ. Nói ra thì con chưa từng nghe Dạ Hoa đàn cho con. Dạ Hoa có tốt với con không? Chàng đối với con rất tốt, nhưng mà không giống như sư phụ tốt với con. Tóm lại cũng vô cùng thật lòng. Vậy thì tốt rồi. Tuyết rơi rồi.
tính toán sai rồi. Tính toán sai rồi. Thượng thần, người đang nghĩ gì mà xuất thần như vậy chứ? À, ta nhớ đến sư phụ ngươi trước kia thường nói, đệ tử Công Luân Hư các ngươi giỏi nhất là ủ đạo mật ong. Đó đều là thứ dỗ trẻ con, có gì rất ngọt, thượng thần cũng có hứng thú sao? Ồ, rất ngọt sao? Ha, vậy tốt lắm, cho ta một ít mang về đi. Chân chân từ nhỏ vốn đã thích ăn ngọt nhất. Từ nhỏ bị bệnh đều không chịu uống thuốc, phải có đồ ngọt mới chịu uống. Chân chân, xin hỏi thần thần ngài thành hôn lúc nào vậy? Không phải là con của ta, mà là Bạch Chân thượng thần. Cũng đúng, cũng đúng. So với Chiết Nhan thượng thần, Bạch Chân thượng thần đúng là một đứa bé. Ta đi chuẩn bị cho ngài nhiều một chút. Phải sư phụ lạnh rồi không? Con đóng cửa sổ lại nha. Không cần đâu. Cũng khuya rồi, con về nghỉ ngơi sớm đi thập thất. Đều tại con, con quên mất sư phụ cần phải điều dưỡng nghỉ ngơi. Thập thất cáo lui trước.不能再相认，就让情分。